Truyền thông phòng khám Cha Tường yêu thương cho không về các thầy. Xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ bảy cuối tuần, ngày 2 tháng 3 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không về các thầy tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, ngày cuối tuần tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không về các thầy hỗ trợ chữa bệnh ung thư miễn phí ở ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh bỗng trở nên nhộn nhịp hẳn lên so với ngày thường. Từ sáng sớm đã có rất nhiều người từ khắp nơi đổ về đây để được khám và tư vấn miễn phí về căn bệnh ung thư. Bên trong phòng khám, các thầy đang tất bật làm việc, lần lượt hỗ trợ điều trị bệnh, dành thời gian để thăm khám kỹ lưỡng cho từng bệnh nhân, giải thích về căn bệnh và tư vấn về phác đồ điều trị. Mỗi nụ cười, lời động viên của các thầy như tiếp thêm sức mạnh cho các bệnh nhân trên hành trình chiến đấu với ung thư. Nhiều bệnh nhân chia sẻ rằng mỗi bệnh nhân rất xúc động và biết ơn khi được hỗ trợ khám chữa bệnh ung thư miễn phí. Nhờ có phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, bệnh nhân đã có thêm niềm tin vào cuộc sống và hy vọng chiến thắng được căn bệnh ung thư. Đây là phương pháp hỗ trợ điều trị bệnh nhân ung thư miễn phí và chấp hành phác đồ điều trị bệnh nhân ung thư miễn phí của nhà nghiên cứu Chavero Nguyễn Văn Tường. Đây cũng là một hoạt động ý nghĩa thiết thực, góp phần giúp đỡ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận với dịch vụ y tế chất lượng cao. Đây là một trong những nỗ lực của chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội trong việc chung tay phòng chống ung thư. Ngoài ra, phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy không chỉ có y sĩ mà có các cộng sự để hỗ trợ bệnh nhân trong việc viết đơn xin đăng ký hỗ trợ điều trị ung thư, tư vấn, cấp gạo, thảo mộc, nước tinh khiết và hướng dẫn cho họ đến các phòng khác nhau để các thầy hỗ trợ điều trị bệnh. Các cộng sự cùng các thầy cũng là những người luôn túc trực bên bệnh nhân, động viên và an ủi họ trong những lúc khó khăn nhất. Phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy hỗ trợ điều trị bệnh nhân ung thư miễn phí là nơi mang đến những hy vọng cho những bệnh nhân, mà đặc biệt là những bệnh nhân nghèo không có khả năng chi trả cho việc điều trị ung thư tại các bệnh viện. Nhờ có nơi này, bệnh nhân có cơ hội được tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ điều trị bệnh chất lượng cao và điều trị kịp thời, từ đó nâng cao tỷ lệ sống sót ngày càng hiệu quả hơn. Bầu không khí ấm áp, tình người lan tỏa tại phòng khám ung thư miễn phí là nguồn động viên to lớn cho các bệnh nhân trên hành trình chiến đấu với căn bệnh ung thư. Niềm vui của bệnh nhân ung thư khi hết bệnh là minh chứng cho sức mạnh phi thường của con người, cho ý chí kiên cường và niềm tin vào cuộc sống. Niềm vui ấy là nguồn cảm hứng, tiếp thêm sức mạnh cho những bệnh nhân khác đang chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo. Niềm vui chiến thắng ung thư được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội qua những câu chuyện truyền cảm hứng, những bài viết đầy hy vọng. Điều này góp phần nâng cao nhận thức về ung thư, khích lệ tinh thần cho những người đang chiến đấu với căn bệnh này. Sau đây, Thành Võ xin thông tin đến bà con, cô chú, anh chị về cách phòng ngừa ung thư và cách phát hiện sớm ung thư. Có nhiều cách để phòng ngừa ung thư, bao gồm chế độ ăn uống lành mạnh, ăn nhiều trái cây, rau xanh, ngũ cốc, nguyên hạt và hạn chế thức ăn chế biến sẵn, thịt đỏ và đồ ăn nhiều dầu mỡ. Tập thể dục thường xuyên, tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần. Tránh hút thuốc lá, hút thuốc lá là nguyên nhân chính gây ra nhiều loại bệnh ung thư. Hạn chế sử dụng rượu bia, uống quá nhiều rượu bia có thể làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh ung thư. Tiêm vaccine phòng ngừa ung thư, có một số loại vaccine có thể phòng ngừa ung thư, bao gồm vaccine HPV và vaccine viêm gan B. Cách phát hiện sớm ung thư. Phát hiện sớm ung thư giúp tăng khả năng điều trị bệnh thành công. Bệnh nhân đi khám sức khỏe định kỳ. Để phát hiện sớm ung thư, một số dấu hiệu cảnh báo ung thư bao gồm thay đổi thói quen đại tiện và tiểu tiện, loét hoặc vết thương không lành, chảy máu bất thường, khàn tiếng hoặc là ho dai dẳng, sưng tấy bất thường, giảm cân không rõ nguyên nhân. Ung thư là một loại căn bệnh hiểm nghèo nhưng có thể phòng ngừa và điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm.
Hãy áp dụng các biện pháp phòng ngừa ung thư và đi khám sức khỏe định kỳ để bảo vệ sức khỏe cho bản thân. Ở chỗ đây một tháng rồi, thấy mua sắm đồ ăn rất sẵn, mang đến tận cổng mà ở rất thoải mái, không có gì là. Giá cả làm sao? Giá cả cũng hợp lý. Từ lúc đầu nhập viện đến giờ thì cũng bớt được 50%. Có thể kể lúc đầu nhập viện trong tình trạng ra sao không? Có tình trạng lúc đầu là ung thư phổi mà áp huyết trụt còn có 85, đến giờ là áp huyết cũng nâng lên được, lúc thì 115, lúc 120, 130, nên chưa được ổn định lắm. Thấy ở đây thì nói chung là các thầy chăm sóc tận tình lắm, các thầy dặn bảo đến nơi đến chốn đấy, vâng, dặn từng ly từng tí một. Chị ra bệnh gì? Đầu tiên là nó mệt rồi tưởng đâu là bao tử, mà cũng là bao tử, thì đi khám thời gian cái nó mới qua, nó khó thở là nó bị phổi có nước, phổi có nước đi lấy thuốc nước ra rồi xong rồi thời gian tháng sau là cũng như xét nghiệm là nó bị khối u có ở phổi á, thì bác sĩ nói là mình sẽ bị ung thư phổi. Ở bệnh viện nè, bệnh viện phòng của tập rồi mấy đi mấy chị là đi xuống đây. À, lúc đầu nó phát hiện xong xuôi rồi nó kiếm, nó hướng dẫn mình trị cái gì, tư vấn mình trị cái gì, cũng như là ở đó là ta hướng dẫn là ta kêu mình xạ trị đi, nhưng mà em không có khả năng đi xạ trị. Rồi em mới thôi để cho em về em tính lại, rồi em đi xuống đây luôn. Mình sao biết ở đây mình xuống? Tại có cái người đi về rồi sẽ hết rồi, người ta chỉ mình đi, người bệnh rất là dễ thương, là cũng như là dễ chịu lắm, cũng như là mình bệnh gì hay gì mình nói gì thì mấy thầy cũng dẫn cho mình những gì mà mình ước muốn dẫn được bình thường, nhưng mà mình cảm thấy mình cũng bớt. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con.
ăn cháo nà nó, uống trà thao giường. Vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời.
Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Truyền thông Thành Võ xin hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường yêu thương cho không tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Nơi Thành Võ đang đứng là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh và trường đại học Trà Vinh 1 km. Thành Võ chuẩn bị di chuyển vào quốc lộ 53 hướng đi cầu ngang Duyên Hải, sau đó rẽ phải vào quốc lộ 53. Phòng khám Cha Tường yêu thương cho không làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần, chiều thứ bảy và chủ nhật được nghỉ. Đi thẳng khoảng 15 km nữa sẽ gặp nhà thờ Phước Hảo. Sau đó chúng ta sẽ đến cổng chào của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 5 km nữa chúng ta sẽ gặp nhà thờ Vinh Kim. Đi tiếp khoảng 1 km chúng ta sẽ gặp biển báo phía tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn. Sau đó theo hướng chỉ dẫn vào nhà thờ Dòng Lớn là rẽ trái và đi tiếp, nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ Dòng Lớn thì chúng ta thấy biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải theo hướng chỉ dẫn đến phòng khám và sẽ tới nơi. Thân ái kính chào.